Bộ đôi smartphone Pixel 8 và 8 Pro từng được Google giới thiệu từ đầu tháng 9, nhưng vào thời điểm đó, Google chỉ hé lộ về thiết kế của sản phẩm mà không cung cấp thêm thông tin về cấu hình chi tiết. Mới đây, Google đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone mới mang thương hiệu Pixel của hãng. Google hầu như không thay đổi gì về thiết kế bên ngoài của bộ đôi Pixel 8 so với Pixel 7 ra mắt năm ngoái, với cụm camera ở sau được đặt trên một thanh ngang kích thước lớn. Sự khác biệt đôi chút nằm ở cụm 3 camera trên Pixel 8 Pro khi sản phẩm được thiết kế liền mạch, thay vì ống kính tele được tách rời nằm riêng như trên phiên bản Pixel 7 Pro. Pixel 8 và Pixel 8 Pro được trang bị chip Tensor G3 hoàn toàn mới do Google phát triển, được sản xuất trên quy trình 4 nanomet. Chip Tensor có 9 lõi xử lý, bao gồm một lõi xử lý hiệu suất siêu cao Cortex-X3, 3,0 GHz, 4 lõi xử lý hiệu suất cao Cortex-A715, 2,45 GHz, và 4 lõi xử lý tiết kiệm năng lượng Cortex-A510, 2,15 GHz. Chip Tensor G3 còn được đi kèm con chip Titan M2 để tăng cường bảo mật cho sản phẩm và hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo trên smartphone. Pixel 8 Pro vẫn được trang bị màn hình 6,7 inch với độ phân giải 2992x1334, tần số quét biến động từ 1 đến 120Hz tùy sử dụng thực tế của người dùng. Bên trong sản phẩm là bộ nhớ RAM 12GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ 128/256/512GB hoặc 1TB. Bộ đôi smartphone Pixel 8 và 8 Pro từng được Google giới thiệu từ đầu tháng 9, nhưng vào thời điểm đó, Google chỉ hé lộ về thiết kế của sản phẩm mà không cung cấp thêm thông tin về cấu hình chi tiết. Mới đây, Google đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone mới mang thương hiệu Pixel của hãng. Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera, bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang học 5X, zoom kỹ thuật số 30X. Cả 3 camera trên sản phẩm đều hỗ trợ tính năng tự động lấy nét theo pha. Mặt trước của sản phẩm là camera 10,5MP dạng đục lỗ đặt bên trong màn hình. Google cũng trang bị cho sản phẩm của mình một cảm biến nhiệt độ hoàn toàn mới đặt cạnh các camera. Tính năng này chỉ được trang bị trên Pixel 8 Pro, cho phép ghi nhận nhiệt độ của các đối tượng. Cảm biến này không hỗ trợ cho các chức năng chụp ảnh. Pixel 8 Pro được trang bị thỏi pin dung lượng 5050mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30W và sạc không dây 23W. Sản phẩm cho phép mở khóa bằng vân tay, gương mặt và hỗ trợ tính năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68, ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong 30 phút. Tương tự Pixel 8 Pro, phiên bản Pixel 8 vẫn được giữ nguyên kích thước màn hình 6,2 inch và độ phân giải Full HD cộng 2400x1080, tần số quét biến thiên từ 60 đến 120Hz. Bên trong Pixel 8 là bộ nhớ RAM 8GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128 hoặc 256GB. Mặt sau của sản phẩm là camera chính 50MP với tính năng lấy nét theo pha, hỗ trợ zoom kỹ thuật số 8X, đi kèm camera góc rộng 12MP. Sản phẩm có camera trước 10,5MP. Pixel 8 có thiết kế nhỏ gọn, vẫn không được trang bị camera tele như trên Pixel 8 Pro. Pixel 8 có thỏi pin dung lượng 4575mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W và sạc không dây 18W. Sản phẩm cũng cho phép mở khóa bằng vân tay, gương mặt và hỗ trợ chống nước theo tiêu chuẩn IP68. Một điểm đáng chú ý trên bộ đôi Pixel 8 và 8 Pro đó là Google Cam Camera.